đến với Kon Tum và khám phá ngã ba Đông Dương, nơi được mệnh danh là một con gà gáy cả ba nước cùng nghe, chính là ghé thăm cột mốc ba biên của ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Đây là điều cực kỳ yêu thích của khách du lịch. Bên cạnh đó, bạn có thể tham quan cửa khẩu Bờ Y là nơi thông thương với nước bạn Lào, cũng như thăm cột mốc 790 rất thú vị. Nhưng ở cách đó không xa, có một cửa khẩu mang tên là Đắc Côi chỉ phục vụ cho người dân địa phương qua lại và làm việc hàng ngày với đất nước Campuchia, là nơi được mệnh danh đi nước ngoài như đi chợ của bà con địa phương. Đường đi đến cửa khẩu này cũng quanh co tuyệt đẹp, không khác gì những con đường tại Tây Bắc, với hai bên đường là bạt ngàn những cây cà phê. Xin mời các bạn đồng hành cùng Tung Tăng TV tiếp tục hành trình đến với cửa khẩu Đắc Côi, rất ít khách du lịch tìm đến để hiểu hơn về cuộc sống của bà con nơi vùng biên giới. Các bạn thân mến, sau khi chúng ta đã đi tham quan ở cửa khẩu Bờ Y và đi qua tham quan cột mốc 790, cũng như đến với cột mốc ba biên là biên giới Việt Nam, Lào, Campuchia, thì chúng ta sẽ theo cái hành trình đến cái ngã ba biên giới và đi về cái hướng của cửa khẩu Đắc Côi, là cửa khẩu đi qua Campuchia. Đấy, trước mắt của các bạn đó là ngã ba biên giới. Phía bên tay trái của các bạn là đường hướng về Kon Tum. Còn phía mà chúng ta đi đây là cái hướng từ cửa khẩu Bờ Y. Còn cái hướng trước mắt của các bạn sẽ là cái hướng đi cửa khẩu Đắc Côi. Và từ ngã ba biên giới này đến cửa khẩu Đắc Côi thì khoảng gần 8 km các bạn ạ. Thì chúng ta quá trình trên đường đi thì cũng thấy những cảnh sinh hoạt của bà con địa phương sinh sống ở gần biên giới, thì có những ngành nghề nó rất là thú vị. Và lúc trưa thì anh em Tung Tăng TV có ăn cơm, cũng lắng nghe câu chuyện của một cô tên là cô Ba bán cơm ở ngay cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Cô tâm sự là cô bán cơm nhưng mà bán cơm cả bên Lào và bên Việt Nam, ship qua biên giới luôn. Có nghĩa là hồi trước đây cô thường nấu cơm và sau đó là bên Lào yêu cầu cần cơm qua thì cô sẽ ship qua biên giới, và với mức giá là 50.000 một lần ship. Thì thường thì người Việt Nam chúng ta đi qua Lào làm ăn cũng như là công việc cũng khá là nhiều, và đặc biệt là ở cái khu vực vùng biên, cho nên là phía bên Việt Nam chúng ta thì có đầy đủ những cái món ăn như là bún phở các thứ, cơm, rồi là khẩu vị, rồi là hương vị nó quen thuộc, cho nên là nhiều lúc mọi người ở bên Lào sẽ thích ăn cơm phía Việt Nam chúng ta thì cô sẽ ship. Còn về tiếp nữa, câu chuyện là cô buôn bán đi hàng ngày, cô sáng cô lo công việc một mình, cô loay hoay rồi nấu ăn đưa qua bên biên giới sau đó là về. Cũng hay có những câu chuyện mà bà con sinh sống ở ngay khu vực biên giới. Nhưng cái thời gian gần đây thì cửa khẩu nó vắng người hơn, cửa khẩu Bờ Y vắng người hơn. Trong những ngày trong tuần thì sẽ đông hơn một chút, nhưng mà không như trước dịch. Bởi vì trong thời gian vừa qua thì quá trình mà thông thương hàng hóa giữa các nước với nhau, Việt Nam, Lào và Thái Lan, Lào hoặc là Thái Lan hoặc là Trung Quốc với Lào, thì thời gian gần đây nghe như thông tin của người dân cung cấp thì Lào với Trung Quốc thông thương với nhau, không phải thông thương với nhau mà có nghĩa là vận chuyển hàng hóa với nhau là bằng đường tàu. Đấy, cho nên là ít cái quá trình mà vận chuyển qua đường bộ hơn. Và khi mà hàng hóa từ Trung Quốc vận chuyển qua thì bên Việt Nam của chúng ta cũng ít ít công việc đi. Đấy, nói tóm lại là như vậy. Đấy, quá trình dịch nó diễn ra cũng gây rất là nhiều khó khăn cho cuộc sống cũng như là mọi vấn đề. Con đường chúng ta di chuyển này thì cũng bám quanh núi thôi các bạn ạ. Ở vị trí này thì cách các cửa khẩu Đắc Côi khoảng 6 km.
Nhưng mà chúng ta đã đi tham quan ở cửa khẩu Bờ Y rồi thì muốn qua cái khu vực cửa khẩu nhỏ để xem cái cửa khẩu Đắc Côi để qua hướng Campuchia nó như thế nào. Ở đây thì hầu như là bà con sinh sống rất là ít luôn, không có luôn các bạn ạ, ít lắm. Lâu lâu mới thấy ngôi nhà thôi. Đường đi thì không ngập ghềnh nhưng mà dốc và đá sỏi nhiều. Nói chung là rất mong quay trở lại cái lúc trước đây để các nước có thể thông thương, giao lưu hoặc là mua bán hàng hóa với nhau. Thì ngoài cái việc phát triển kinh tế ra thì cũng phần nào sẽ cải thiện được đời sống của bà con địa phương. Ít nhất là cũng ở cái khu vực vùng biên giới mọi người sẽ kinh doanh và buôn bán được. Hành trình mà Tung Tăng TV di chuyển như thế này thì các bạn sẽ được ngắm những hình ảnh từ trên cao cũng như là ở phía dưới đất và quan sát cuộc sống. Ôi, chỗ này khuất quá. Đường đi cửa khẩu Đắc Côi này nó cũng là hiểm trở các bạn ạ. Đường nhựa rồi, rộng rồi nhưng mà nhìn nó hoang vu lắm, nhìn nó rất là hoang vu, nhưng mà nếu như nhìn từ trên cao xuống các bạn thấy đẹp không ạ? Tuyệt vời luôn. Phía dưới thì vẫn có lác đác những ngôi nhà của người dân địa phương sinh sống. Ngôi nhà đấy thì bà con sống ở khu vực biên giới này thì hầu như là làm nghề trồng trọt cà phê hoặc là cao su chẳng hạn đấy. Khu vực xung quanh này chúng ta thấy rất là nhiều những cái vườn cây cà phê, và bây giờ là cái thời điểm cà phê vào mùa, cho nên nếu như các bạn có thể dừng chân ở đây thì sẽ thấy những hạt cà phê chín. Con đường này cũng khá ít người di chuyển và thậm chí là không thấy luôn các bạn ạ. Có mỗi mình chiếc xe của Tung Tăng TV đang đi trên đường thôi. Ở cái vị trí này đến cửa khẩu Đắc Côi thì còn 4 km, nhưng như quan sát trên bản đồ thì mình thấy là cũng gần sắp đến một cái chặng đường mà nó rất là lằng ngoằng và thực sự là kiểu như ruột mèo các bạn ạ. Không biết mô tả như thế nào cho nó đúng. Và đoạn đường này thì do góc khuất nhiều và không có cái gương cầu lồi nên cũng mượn phép là cũng xin phép mọi người cho Tuấn được bấm còi để báo hiệu cho người đối diện, bởi vì nhiều lúc bà con chạy đối diện thì mình không thể nào mà mình biết được, đối đầu nhau thì nguy hiểm các bạn ạ. Đó, phía dưới con đường này các bạn sẽ nhìn thấy một cái thung lũng, không phải là thung lũng mà cái hẻm giữa hai ngọn núi với nhau, cũng có bà con sinh sống và có những cái vườn cà phê.
Và chúng ta đã vào một cái đoạn ngoằn ngoèo của con đường đi đến cửa khẩu Đắc Côi nha. Ê, mình sẽ đi qua cây cầu này. Đâu đó vẫn có những ngôi nhà chân dài, mình hay đùa là nhà chân dài, những ngôi nhà sàn bà con xây cao hơn và để tránh những việc như là thú dữ hoặc là những cái động vật nó quấy phá. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái khu vực vào cua, nó hơi gấp và khá là nhỏ. Các bạn nhìn từ trên cao sẽ thấy cái tuyến đường này cũng ối giời ơi đây. Cua phát thứ nhất. Nãy giờ vào cua nhiều rồi. Này, đoạn này góc khuất. Chúng ta sẽ vào cái con đường nó hẹp và nó cua kiểu rất là gấp luôn. Đây. Này, góc cua này nha. Mọi người nhìn từ trên cao xuống này. Sẽ bíp còi để báo hiệu. Ở vị trí này lên cửa khẩu của Đắc Côi còn 2 km nữa. Chúng ta đang đi lên cái ngọn đồi luôn, rất là cao, ngọn núi với những cái con đường quanh co khúc khuỷu, và trời bây giờ thì cũng gần mưa rồi, bắt đầu thấy có dấu hiệu của mây đen kéo tới, nhưng mà Tung Tăng TV vẫn di chuyển để cho các bạn thấy cái cuộc sống cũng như cái khung cảnh của khu vực biên giới Việt Nam của chúng ta và Campuchia nó sẽ như thế nào. Quả này gấp này. Lên. Chúng ta đang di chuyển qua những cái khu vườn bà con trồng cà phê. Và một tí nữa, còn mấy trăm mét nữa chúng ta sẽ đến cửa khẩu Đắc Côi. Vị trí này thì chúng ta còn khoảng 700 mét nữa là sẽ đến cửa khẩu Đắc Côi các bạn ạ.
Đắc Côi chứ không phải Đức Côi. Rồi, cửa khẩu Đắc Côi giữa biên giới Việt Nam và Campuchia. Ta rẽ bên đường này để đi đến và chụp hình ở khu vực này. Sẽ xin các anh biên phòng ở đây để có thể dừng chân chụp hình. Đó, cửa khẩu đường bộ chút xíu thôi, nhỏ. À, các bạn thân mến, chúng ta đã đến cửa khẩu Đắc Côi và phía sau lưng của chúng ta đó là cái đường mà giao lưu giữa hai giao thông giữa hai nước, và tất nhiên thì những người dân địa phương sẽ được đi ngang qua đây bởi vì tạo điều kiện cho bà con làm ăn cũng như là trồng trọt đấy. Và cửa khẩu này thì nếu như các bạn mà muốn qua thì chỉ cần có transit nếu như có ô tô, nhưng còn nếu như chúng ta đi thì chỉ cần có hộ chiếu nó cũng qua được. Các bạn thân mến, ở cái khu vực mà cửa khẩu Đắc Côi này thì bà con trồng cà phê rất là nhiều ở những cái dãy đồi từ bên Việt Nam cho đến bên Campuchia. Ở đây thì thời điểm này mình đã thấy cái số lượng cà phê cũng đã chín rất là nhiều, có những cây chín đỏ luôn mà không thấy bà con đi hái, thì cũng có thể là do cái cách thu hoạch nó như thế nào đấy. Mình thấy đây này, những cây nó chín đỏ luôn. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã kết thúc hành trình từ trung tâm của thị trấn Pleikon của huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, đi khám phá cửa khẩu Bờ Y qua chụp hình cùng cột mốc 790 của địa phận Việt Nam và Lào, đến ngã ba Đông Dương, cái cột mốc ba biên bao gồm có Việt Nam, Lào, Campuchia để chụp những bức hình tuyệt đẹp. Sau đó chúng ta đến với cửa khẩu Đức Côi là cửa khẩu giữa Việt Nam và Campuchia. Hành trình tuy đường đi rất là khó khăn nhưng mà Tung Tăng TV cũng đã cống hiến cho các bạn những hình ảnh khá là đẹp từ trên cao, quan sát được cái cung đường đi như thế nào. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Tung Tăng TV. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Bye bye!